Xin chào các anh em, mình là Leo. Và hôm nay chúng ta cùng đến với lại top 5 những cái đồ hình phổ biến nhất của Radahn Shogun. Và nội dung này được tổng hợp từ cái dữ liệu sử dụng La Hoàng Thâm Cảnh mới nhất phiên bản 2.1. Nói về một đồ hình á, thì chúng ta có 3 cái tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là tiêu chí hiệu quả, sau đó là chi phí, và cuối cùng đó chính là sát thương tạo ra. Thành thật mà nói thì ba tiêu chí này thông thường lúc nào nó cũng tỷ lệ nghịch với nhau. Rất khó để bạn có thể kiếm ra một cái đồ hình giá rẻ mà vừa khỏe được. Tuy nhiên đối với lại lô thần thì câu chuyện này nó lại hoàn toàn khác. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lại cái đồ hình đứng vị trí thứ 5. Điều đầu tiên có lẽ là cái đồ hình đáng kinh ngạc nhất ở trong cái danh sách này. Vì đây chính là cái sự kết hợp giữa hai nhân vật đầy tranh cãi, Yomiya và Radahn Shogun. Và câu hỏi của các anh em lúc này sẽ ra sao nếu như mà hai nhân vật này kết hợp với nhau? Kết quả thực sự rất là thú vị, rất là bất ngờ các anh em. Radahn Shogun kết hợp nhịp nhàng cùng với lại Yomiya và Shincho liên tục tạo ra chuỗi ba phản ứng. Vấn đề hợp văn đối với lại quá tải cũng không đáng quá lo ngại đối với lập cái nhân vật tay dài giống như là Yomiya. Đồng thời trong bộ La Hoàng này, Yomiya cũng là khắc tinh của bóng ma cũng như là mô hình động cơ vĩnh cửu. Ngoài ra, một cái điều tuyệt vời nữa đó chính là Radahn Shogun đã bổ sung một trong những cái nhược điểm lớn nhất của Yomiya, cũng như là những cái nhân vật bộc phá theo chu kỳ, ví dụ như là Tataria hay là Hu Chao. Đó là trong thời gian chết chờ hồi kỹ năng thì chúng ta cần phải làm gì? Thì lúc này Radahn Shogun đã xuất hiện như là cái câu trả lời. Đây chính là cái thời điểm hoàn hảo để mà đưa Radahn Shogun vào, nạp năng lượng cho toàn bộ đội hình và bắt đầu một cái chu kỳ, một cái vòng quay mới. Hai vị trí còn lại phổ biến nhất ở trong cái đội hình của Yomiya với lại Radahn Shogun này đó chính là Shincho và Zhongli. Nhưng mà phổ biến không có nghĩa là bắt buộc, mà hoàn toàn có thể thay thế Bennett cho cái vị trí của Zhongli. Và với việc chúng ta có thêm một cái nhân vật có khả năng hỗ trợ nạp cho đội hình thì lúc này toàn bộ đội hình của chúng ta có khả năng giảm bớt nạp để tăng cường thêm sát thương. Và đối với là cái việc build một cái nhân vật có thể coi như là phức tạp giống như là Radahn Shogun thì nó khá là đơn giản. Tuyệt vời nhất đó chính là đoạn thảo trường đao, sau đó thì vũ khí 4 sao quốc dân lao xiên cá. Sự khác biệt giữa lao xiên cá với lại Shincho Tư Không chủ yếu nằm ở chỗ lao xiên cá nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi với những cái đội hình chúng ta được bơm tấn công từ Bennett hay là cầu Yosara. Còn đối với là đội hình bắt buộc chỉ dựa vào bản thân mình, không được bơm tấn công từ những cái nhân vật hỗ trợ, ví dụ như là đội hình của Yomiya này, thì rõ ràng Sừng Sống Thiên Không nó sẽ cho một cái lượng tấn công hiệu quả hơn so với lại lao xiên cá. Còn đối với lại thanh di vật thì không có một lựa chọn nào khác ngoài dấu ấn ngăn cách. Nếu mà không có một bộ dấu ấn ngăn cách dành cho lôi thần thì có thể coi như là lôi thần của các anh em chưa tốt nghiệp. Còn đối với là Yomiya thì cũng khá là đơn giản, tốt nhất là sấm sét rung động. Không có sấm sét rung động thì chúng ta sẽ sử dụng cung rỉ sét. Còn nếu mà lỡ không có hai cây vũ khí này thì các anh em thoải mái sử dụng cây vũ khí nào mình có. Tuy nhiên mà chúng ta sẽ ưu tiên từ 5 sao trước, rồi xong sau đó vũ khí 4 sao sau. Và bộ thánh di vật thì qua thời gian chúng ta đã thấy rõ ràng rằng bộ 4 dòng hồi ức bất tận chính là cái lựa chọn tốt nhất cho Yomiya. Hai nhân vật còn lại đối với lại Shincho và Zhongli thì chúng ta vẫn sử dụng cách build cũ, truyền thống. Đối với là Zhongli ở vai trò hỗ trợ chúng ta có thể sử dụng Hắc Anh Thương, Thương Quyết Chiến hoặc là Thương Tây Phong đều rất là ổn áp. Hiển nhiên Trượng Hộ Ma chính là cây vũ khí tốt nhất dành cho Zhongli, nhưng mà thực sự Zhongli không yêu cầu cái mức độ đầu tư lớn như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Trượng Hộ Ma cho những cái nhân vật giáo dài khác. Và qua thời gian, bộ 4 Thiên Nham Vững Chắc cũng thể hiện mình chính là cái bộ thanh di vật tốt nhất dành cho Zhongli. Còn đúng là Shincho thì Kiếm Tế Lễ và bộ thanh di vật hai tông thất hai thủy vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên bởi vì có Radahn Shogun ở trong đội hình giải quyết vấn đề năng lượng nên là Shincho cũng hoàn toàn có thể sử dụng một cây vũ khí khác để mà tăng thêm sát thương của mình. Khi Lôi Thần ra mắt thì mình đã rất kỳ vọng rằng Lôi Thần sẽ hỗ trợ những cái con dân của mình, và một trong đó chính là Catherine. Tuy nhiên là thật đáng tiếc tại mùa La Hoàng này Catherine vẫn tiếp tục tụt dốc ba hạng, và đội hình Lôi Thần Catherine vẫn chỉ là một cái sự kết hợp dành cho cá nhân đam mê chứ chưa phải là một cái sự đột phá giống như là chúng ta kỳ vọng. Và vị trí thứ tư đã thuộc về cái đội hình Radahn siêu cấp. Đội hình này đơn giản đó chính là cái đội hình sốc sát thương Radahn Shogun, và cái sát thương của nó phụ thuộc vào cái số tiền mà chúng ta đầu tư vào cái nhân vật này.
và lưu thần chính là cái nhân vật gây sát thương chính ở trong cái đội hình này. Và các anh em đều biết rằng đối với lại cung mệnh 1 thì nó cải thiện 12% chu kỳ, cung mệnh 2 thì nó giải quyết hơn 40% sát thương của Raiden Shogun. Thì đội hình này rõ ràng là dành cho những anh em đầu tư lớn vào trong Raiden Shogun. Cách thức hoạt động của nhóm nó cũng rất là đơn giản. Raiden sử dụng kỹ năng nguyên tố của mình tạo ấn lôi, Bennett tăng cường sức mạnh. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một nhân vật hệ phong, tốt nhất là Kazuha, một cái nhân vật còn có khả năng gây thêm sát thương hỗ trợ cũng như là tăng sát thương nguyên tố lôi cho Raiden Shogun. Tuy nhiên nếu như mà không có thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái nhân vật hệ phong khác, ví dụ như là Shiro, và vị trí thứ ba sẽ là Kozusara, tăng thêm tấn công. Nếu như mà cung mệnh 6 thì nó còn tăng thêm sát thương bạo kích nguyên tố lôi. Và cuối cùng Raiden Shogun sẽ bùng nổ cái kỹ năng nổ của mình khi đã bơm đầy tất cả sức mạnh của tình bạn. Và đối với là đồng đội thay thế, nếu mà các anh em không có Kozusara cung mệnh 6 thì cũng không thành vấn đề. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Lisa với quyển sách Câu chuyện diệt rồng để thay thế cho cái vị trí của Kozusara. Đúng là Kazuha phổ biến nhất thì chúng ta sẽ build full tinh thông. Nếu như mà không có vũ khí trắng thì chúng ta cũng có thể sử dụng thiết phong kích, kết hợp cùng với là bộ 4 bóng hình màu xanh, và như vậy là quá đủ đối với là cái nhân vật hỗ trợ đỉnh cao này rồi. Còn đối với là Kozusara và Bennett thì hai nhân vật này gần như là giống nhau về mặt cơ chế, đều là bơm tăng cường tấn công dựa trên cái tấn công căn bản của mình. Và một trong hai nhân vật này thì sẽ sử dụng cái bộ 4 nghi thức tông thất cổ. Tuy nhiên, đa số mọi người chơi đã lựa chọn Bennett sử dụng bộ 4 nghi thức tông thất cổ và Kozusara sẽ sử dụng bộ 4 dấu ấn ngăn cách. Và về vũ khí thì cả Bennett cùng với là Kozusara đều sẽ ưu tiên lựa chọn những cái vũ khí có tấn công căn bản cao. Tuy nhiên, vũ khí phổ biến nhất đối với lại Bennett đó chính là răng nanh reset. Còn vũ khí phổ biến nhất đối với lại Kozusara đó chính là cánh thiên không, sau đó thì mới đến cung tế lễ. Và Yamiya, một cái nhân vật bùng nổ theo chu kỳ, có thể kết hợp rất tốt cùng với lại Raiden Shogun, thì Hu Tao cũng là một nhân vật bùng nổ theo chu kỳ. Liệu có khả năng kết hợp tốt cùng với lại Raiden Shogun hay không? Thì câu trả lời nằm ở vị trí số 3 trong cái bảng xếp hạng của ngày hôm nay. Nếu mà nhận xét về cái đội hình này, có thể nói đơn giản đó chính là cực kỳ mượt mà. Tất cả các anh em sử dụng Hu Tao đều biết Hu Tao gặp vấn đề rất lớn đối với là cái thời gian đứng sân cũng như là cái năng lượng của mình. Vì vậy cho nên là cái việc đưa Raiden Shogun vào nó cũng giống như là đưa thêm cái mảnh ghép còn thiếu vào trong cái đội hình này vậy. Không bao giờ thiếu năng lượng, và Hu Tao với lại Raiden Shogun thay phiên nhau đứng sân tạo ra một cái chu kỳ cực kỳ mượt mà. Và sự kết hợp của ba phản ứng bốc hơi, quá tải, điện cảm nó vẫn rất là nhất quán, không hề bị mất đi cái hiệu suất tổng thể. Đồng ý là quá tải đôi khi nó cũng gây bóp bạn với cái khả năng hất văng, tuy nhiên là nó chỉ nằm ở trên những quá nhỏ và về tổng thể thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Còn về trang bị thì đối với là Hu Tao, nếu mà các anh em có vũ khí trấn, trượng hộ ma thì chúng ta chắc chắn là sẽ sử dụng trượng hộ ma, còn không có thì chúng ta sẽ sử dụng thương quyết chiến hoặc là tai ương của rồng. Còn về thánh chi vật thì bộ 4 diễm liệt ma nữ trái rực hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối đối với lại Hu Tao. Và thật sự rất là thiếu sót nếu như mà chúng ta không nói tới một trong những nhân vật kết hợp tốt nhất đối với lại Raiden Shogun, đó chính là Yeller. Và hai vị trí còn lại rất là linh hoạt. Chúng ta nên sử dụng thêm một cái nhân vật hệ băng để mà nó hỗ trợ nạp cho Yeller. Và Diana với là cung tế lễ thực hiện cực kỳ tốt cho cái nhiệm vụ hỗ trợ nạp Yeller. Tuy nhiên Rosaria cũng tỏ ra rất là hiệu quả cùng với lại thương Tây Phong. Và vị trí cuối cùng sẽ là John Lee hoặc là Bennett. Mỗi nhân vật nó hỗ trợ theo những cái hướng khác nhau, và tùy thuộc vào nhân vật bạn có chúng ta sẽ sử dụng. Về trang bị dành cho Yeller, tuy rằng tiếng gió trong rừng thông chính là cây vũ khí tốt nhất, nhưng mà đường cùng của sói với lại kiếm ly cốt mới chính là những cây vũ khí chúng ta có nhiều nhất và cũng là cây vũ khí phổ biến nhất. Còn về bộ thánh di vật thì chắc chắn là các anh em cần phải farm bộ 4 lửa trắng xám cho Yeller. Tuy nhiên việc farm bộ 4 hoàn chỉnh cho một nhân vật thì thực sự rất là khó khăn, nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết hợp giữa bộ 2 lửa trắng xám và bộ 2 kỵ sĩ đạo như máu. Và câu trả lời liệu có một cái đội hình ngon bộ rẻ dành cho Raiden Shogun hay không, thì chúng ta hãy cùng đến với là cái đội hình phổ biến nhất hiện tại. Và có một cái điều rất là thú vị của cái đội hình này, không chỉ nó chính là cái đội hình phổ biến nhất của Raiden Shogun, mà nó còn là cái đội hình phổ biến nhất của cái mùa La Hoàng Kỳ này.
và chúng ta có thể gọi nó chính là đội hình đội tuyển quốc gia kiểu mới Radan Sargan. Thay thế vị trí của Chong Jun trong cái đội hình đội tuyển quốc gia, và không khó để mà nhận ra Radan Sargan thể hiện cực kỳ hiệu quả trong cái đội hình này. Và khi mà có Radan Sargan ở trong đội hình thì vấn đề năng lượng đã được giải quyết. Lúc này là lúc mà tất cả các nhân vật ở trong đội giải phóng sức mạnh bùng nổ của mình. Phải nói rằng nó có khả năng gây ra một lượng sát thương khổng lồ, miên man, bất tuyệt. Và nó kết hợp hài hòa với nhau, gần như là bạn có khả năng nổ kỹ năng nổ liên tục với cái tầm đánh rất rộng. Việc của bạn lúc này chỉ là đơn giản là chúng ta tiến lại gần để cho nhìn thấy những cái sát thương khổng lồ nó nổ ra trước mặt bạn, và tất cả quái xung quanh sẽ lần lượt la á lên và ngã gục. Tuy nhiên, cái gì trên đời này tuyệt vời thì luôn luôn nó có nhược điểm. Và cái nhược điểm của cái đội hình này đó chính là đa số những cái nhân vật ở trong đội hình là không thể thay thế. Và những cái nhân vật này lại cực kỳ cần thiết cho những cái đội hình khác. Ví dụ như là Shinjo cực kỳ cần thiết cho những cái đội hình hệ hỏa khác, ví dụ như là Utao, Dilok hay là Yonia. Và rõ ràng lúc này chúng ta buộc phải sử dụng những cái nhân vật khác thay thế, ví dụ như là Pedo, Fisco, Kaya, Chongjun. Nhưng mà thực sự là nó không có khả năng tạo được cái vinh quang giống như là cái đội hình quốc gia Radan Sargan mang lại. Và cái nguồn lực đầu tư vào trong cái đội hình này càng lớn thì cái sức mạnh nó càng uy lực. Ví dụ như là bộ tám di vật, vũ khí, cung mệnh càng cao thì đội hình này càng uy lực. Đối với là Radan Sargan, Shincho hay là Bennett thì nó cũng giống như là cách build của những cái đội hình trước thôi. Tuy nhiên đối với lại Sanglin thì chúng ta lại có một cái thú vị mới. Các em có còn nhớ vũ khí với là bộ thanh di vật phổ biến nhất của Sanglin kỳ trước là gì không? Đó chính là tai ương của rồng cùng với lại bộ 4 diễm liệt mang đựng cháy rực. Tuy nhiên kỳ này đã có một sự thay đổi cực kỳ ngoạn mục. Vũ khí phổ biến nhất của Sanglin lúc này đã là lao xiên cá và đi kèm với lại bộ thanh di vật bộ 4 dấu ấn ngăn cách. Và tin mình đi, khi sử dụng lao xiên cá với lại bộ 4 dấu ấn ngăn cách cho Sanglin, các em sẽ bị nghiện. Với một cái chu kỳ miên man bất tuyệt, gần như là chúng ta sẽ không có phải lo lắng về vấn đề năng lượng, một trong những cái vấn đề đau đầu nhất dành cho Sanglin. Cũng với là một cái lượng sát thương khổng lồ gây ra, phải nói là nó quá tuyệt vời đối với lại một cái vũ khí hoàn toàn miễn phí và tất cả chúng ta đều có được. Và như vậy là chúng ta đã đi qua 5 cái đội hình phổ biến nhất dành cho Radan Sargan. Các anh em đang sử dụng đội hình nào? Đừng quên chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video sau.